Xin chào các bạn quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu hai mẫu cưa âm ly với cái mức giá dưới 2 triệu đồng và rất đáng chơi trong cái tầm giá. Số điện thoại để chỉ mua hàng 0961 22 55, hoặc là lúc nào cũng có cái chữ màu vàng Doanh Audio 0961 22 55. Thì ở đây thì có một cưa âm ly cỡ mỏng, chỉ có 9 cm, của hãng Kenwood các bạn nhé. Trông thiết kế rất mỏng và nhìn vào đẹp. Đấy. Phía dưới là cái mẫu âm ly của hai thương hiệu kết hợp với nhau, đó là Akai và Danone. Màu đen mặt nhôm quá nhá, ở trên là mặt nhôm màu bạc. Với cơm đi Kenwood mỏng này, với đánh 4 sò than loại than lớn, dòng âm đi 2 kênh với giá chỉ có 1.700.000 đồng. Stereo âm đi này. Phía dưới là A và D. Dòng âm đi mặt đen màu nhôm có giá chỉ có 1.800.000 đồng quá nhá. Hai cái sản phẩm này thì rất là rẻ và chơi tốt những cái dòng loa bass 2 năm trở lại các bạn nhé. Đấy. Đầu tiên là âm ly Kenwood có kích thước chiều ngang 44, chiều cao 9 và chiều sâu của máy 38 cm, mặt nhôm màu bạc và hình thức cuốn rất đẹp luôn. Ở đây là chọn cầu loa A, B và A cộng B. Dòng này trở kháng đánh rất rộng từ 4 đến 16 ohm chỉnh bass check và ba lăng cân chỉnh về loa. Ở đây chế độ direct đánh không qua mạch bass check nữa. Và đây là với mức quay input các bạn này, nó sẽ có cái đèn đỏ báo phono tape tuner cổng DACD này. Đấy. Và cổng MD và cổng AUX. Em đang cắm cổng DACD. Nội thất may móc thì còn rất mới và đẹp luôn các bạn nhá. Nó rất mới và đẹp. Dòng này thì đánh 4 con sò than 1 vít của hãng chính hãng do Kenwood sản xuất ra này, Kenwood này. Đấy. 4 sò. Kenwood KAF 3030R. Điện 100V, công suất 130W, được lắp ráp tại Korea Hàn Quốc các bạn nhé. Dòng này sử vẫn rắc bắp chuối này các bạn. Và ở đây có trở khá đánh rất rộng. Có khi là A hoặc B sẽ là 4-16 ohm, còn A cộng B 8-16 ohm. Với cái âm lý này thì nếu mà đánh hai cặp loa thì chỉ đánh hai cặp loa bass 16-18 mới trở khá là 8 ohm trở lên thôi. Còn nếu mà đánh một cặp ấy, thì có thể đánh cái dòng loa bass 2 năm đổ lại các bạn nhé. Công suất 130W, những dòng âm lý 2 kênh chỉ có cầu loa A và cầu loa B thôi. Ở đây thì vẫn có cầu follow dành riêng cho đĩa than, tape thì các bác cắm vào cổng play và cổng rack này sẽ xuất tín hiệu ra cho âm lý khác này. Hoặc cái nối với đẩy tuner AUX và cổng DACD. Máy móc nội thất thì cam kết cho các bác là nguyên zin và đẹp long lanh, máy móc rất mới và đẹp. Đánh 4 than lớn. Để các bác có thể có những cái kệ nào các bác chỉ để được âm đi mỏng thì đây là một cái âm đi rất đáng chơi trong cái tầm giá 1.700.000 đồng các bác nhé. Rất đẹp. 1.700.000 cho âm đi Kenwood mỏng 9 cm. Chất âm hay, bát sáng chắc lực các bác nhé. À xin lỗi, bát lực chắc sáng. Tiếp đến em sẽ giới thiệu cái âm đi A và D. Với cái âm đi A và D U5000AV mặt nhôm màu đen. Âm đi có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 38. Giá là 1.800.000 đồng cho âm kia âm đi đến từ hai cái thương hiệu phối hợp với nhau, Akai và Danone. Dòng này nó chỉ bass check bằng phím điện tử các bác nhá. Đây nó sẽ có cái đèn báo này, bass này và check này. Bát thì các bác tăng giảm vào đây. Đấy. Các bác không phải sợ
núm cơ thì sợ rọt rẹt, cái này thì không bao giờ sợ rọt rẹt. Đây là chỉ bằng điện tử được không? Đấy. Bát chắc cộng trừ 10 này, được 0 đến 10 này. Đấy. Còn đây là một vài cái hướng âm thanh vòm của hãng. Đây, đây. Đây up thì tắt hết các bạn nhé. Để up tắt đi để cái chế độ nghe nhạc hai kênh. Đấy. Lỗ thất dòng này thì nó sẽ đánh 6 con sò. Hai ở đây và bốn ở kia. Hai con tụ thì rất dài, chân dài các bạn. Đây nữa hai bốn tụ. Một con nguồn thì nó rất là khủng luôn, nguồn rất to các bạn nhé. Âm ly này có thể ghép thêm vang hát karaoke tốt các bạn. Đấy. Một con nguồn rất to và khỏe. Đấy. Vật vã luôn. Máy móc nội thất thì vẫn là bao zin, sạch sẽ, đẹp. A và D, điện 100V công suất 220W. Đây logo của Mitsubishi này. Cái âm ly này thì cũng thuộc dạng cổ rồi, nhưng mà nó không ghi sản xuất lắp ráp ở đâu cả. Nhưng mà em đoán tỷ lệ lắp ráp tại Nhật rất là cao. Và nó không ghi made in ở đâu cả, toàn chữ Nhật thôi. Các bạn nhìn này. Dòng này tôi đánh một cặp loa với trở kháng loa từ 6 đến 16 ohm. Đây còn ghi chữ Nhật thôi. Đánh cầu trên các bạn nhé, cầu loa trên. Ở dưới là các cái âm thanh vòm, cả ở dưới là loa su đảo ấy. Ở đây thì có đường tín hiệu gồm có được ghi mỗi CD, follow CD tuner này. Được ghi đâu toàn tiếng Nhật thôi. Chọn cổng thì chọn cổng phía trước các bạn nhé. Đây dễ nhất là cắm cổng CD thôi. Ở đây có rất nhiều cổng nhưng mà nó ghi toàn là tiếng Nhật thôi các bạn nhỉ. Hàng dành cho nội địa Nhật, đây, toàn tiếng Nhật thôi. Đấy. Ghi mỗi chữ CD rõ ràng nhất của nó ở đây thì nó sẽ tương ứng với các cái phía trước các bạn nhé. Đấy. Dòng này chơi những dòng loa Bass 25 đổ đại thì rất ok. Ở đây sẽ ghi cho các cổng như Tuner này, đấy, VDP này, VTR1, VTR2 này. Đấy, cổng CD dễ như cắm nhất các bạn nhé. Đấy. Đấy, về hình thức của mình thì về trong hình thức mặt còn rất đẹp các bạn. Giá chỉ có 1.800.000 đồng cho một cầm ly khá nặng, với cái nguồn như thế này rất to và nặng các bạn. Ghép thêm vang karaoke với những dòng loa Bass 25 trở lại hát karaoke ok các bạn nhé. Có mua hàng đây cho em qua số điện thoại 0961 2255. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.